Vâng, chúng ta tiếp tục đến với vườn ông Tùng Kính, cuốn video thứ 3. Trong dịp này tôi về làm chương trình tại Bắc Ninh. Vườn ông Tùng Kính ở trên sân thượng của tầng 5, nằm trung tâm thành phố Bắc Ninh. Ông có một cái cửa hàng kính ở dưới tầng 1 rất lớn, cho nên gọi ông là ông Tùng Kính. Cuốn này chúng ta đi đến với dòng cây xanh. Đây là cây thứ nhất. Ông vừa mới vặt lá xong. Nhưng mà vặt lá nhưng ông không lọc răm. Ông vẫn để cho ra lá mới để mà phát triển thêm cho nó lớn hơn, cho nó to tay hơn. Chứ nếu mà cắt dặn chặn xuống rồi thì để tạo răm thôi nhưng mà lại không được đẫy đà, không được to. Cây xanh Nam Điền. Và những cái mầm thở để cho nó kéo sẹo này. Cái này mà giờ giao lưu giá thế nào bác ơi? Cái này giao lưu nếu mà anh em có thể chí thì tầm khoảng 270 triệu. 270 triệu. Vâng, hợp lý đấy nhỉ. Cây to đó, cây này 4 người kia, 4 người kia, 4 người khỏe đấy. Chậu rất đẹp rồi. Nuôi thêm cái dăm nó to, chi dăm to lên. Vâng, to lên. Cái này khi giật cái là xong. Như mọi người là người ta bấm luôn rồi đấy, nhưng mà đây tôi vẫn để luôn cho nó đấy là hẳn. Rồi chắc là phải mùa mưa sau. Mưa sau thì một năm nữa ngày này sát Tết thì bác có thể bác vặt lá và chặn kiểu ấy được. Còn bây giờ cứ cho nó rông tiếp đã. Bác đọc chậm số điện thoại để anh em giao lưu nhé. Điện thoại của tôi là 0915 306 599. Vâng, cảm ơn bác. Đấy, cây xanh giá 270 triệu. Và chúng ta tiếp tục đến cây xanh Nam Điền này nữa, ngay cạnh đây. Vâng, vì kê rất sát nhau, tôi cố gắng phải ép người sát vào cái cây bên cạnh để lấy được cái hình ảnh chung. Vâng, nhiều cái phôi rất đặc các bác. Đây là những cây tầm nhỏ hơn một chút nữa. Với chiều cao thì khống chế khoảng độ 55-60 cm trở lại.
Vâng, chúng ta thấy có một cái phôi xanh tầm nhỏ, hai người bê đây. Đấy. Bé nhưng mà bé hạt tiêu các bác ạ. Rất là già đây. Vâng, chơi cái này thì khi làm xong tán nữa là trở thành những cái hàng rất kỹ. Lùn tiệt luôn nhá. Một người bê được đây. Hai cái vết cắt lịch sử để chuyển đường đi của thân và để thực hiện những cái côn cắt côn giật rất là tuyệt vời. Và đây là cây hoa giấy Mỹ. Mưa dày quá rồi. Đấy. Mờ mệt rồi. Rất là quái nhá, cây giấy Mỹ. Nhiều xanh lắm à, khu vực này là có những cây trong thời gian này cũng tuốt hết lá rồi. Tất cả đây là xanh này. Vâng, và đặc biệt có cây xanh này, thấy lá bé không các bác? Lá rất nhỏ. Và đây là cây suối. Bên kia là cây si. Số lượng xanh ở đây cũng nhiều đấy ông Tùng ạ. Vừa đông nhiều đấy. Vâng, và anh em làng chơi đến tham quan cứ gọi cây xanh này là cây xanh máy khâu.
Vâng, ngắm cái thân, cái điểm giao nhau giữa hai trụ thân cây cũng giống cái máy khâu thật. Đấy. Cây xanh máy khâu. Chắc hết xanh rồi đấy. Đây còn đằng này còn cây nhỏ nhỏ thôi. Đấy. Vâng, cuốn thứ ba tức là cuốn nói về những cây xanh ở vườn ông Tùng Kính. Đỗ Sinh xin khép lại tại đây. Tôi sẽ dành cho các bác một cuốn thứ tư nữa, là cuốn video tổng hợp các dòng cây, chọn lọc những cây đẹp để gửi đến anh em chúng ta. Số điện thoại của ông Tùng Kính ở trên dòng chữ ở giới thiệu tiêu đề video tôi ghi ở đó để các bác tiện việc giao lưu. Với cái đam mê của mình, ông sưu tập nhiều năm nay rồi, tạo dựng một cái vườn bonsai sân thượng. Đầy nắng, đầy gió. Và nếu nắng quá thì có hệ thống lưới xanh, lưới đen che rất là an toàn. Đấy. Tuyệt vời thật đấy.